Chào các em, chào mừng các em đến với lời giải hay .com. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau hoàn thành các bài tập cho phần speaking trang số 20 Unit 2 The Body and You trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mới tập 1. Phần nhiệm vụ số 1 của phần speaking của chúng ta như sau: Which of the following habits are good and which are bad for you? Có nghĩa là thói quen nào sau đây là tốt và không tốt cho em. Ở đây chúng ta có các thói quen đó là staying up late, thức khuya, leaving things until the last minute, để mọi thứ trì hoãn đến phút chót, being thankful, thể hiện lòng biết ơn, keeping a routine, duy trì đều đặn những công việc thường làm mỗi ngày, watching TV all day, xem TV cả ngày, doing regular exercise, tập thể dục đều đặn, never giving up, không bao giờ từ bỏ, saving money, tiết kiệm tiền, littering, xả rác, reading regularly, đọc sách thường xuyên, arriving just in time, đến vừa kịp giờ, đến sát giờ, là eating what you like, ăn những thứ mà bạn thích. Thì chúng ta thấy ở đây các thói quen tốt chúng ta sẽ ký hiệu bằng dấu cộng và các thói quen xấu thì chúng ta sẽ ký hiệu bằng dấu trừ. Các thói quen tốt trong số những thói quen được liệt kê ở đây đối với bản thân cô đó là being thankful, thể hiện lòng biết ơn. Tiếp theo đó là keeping a routine, duy trì đều đặn những công việc thường làm mỗi ngày, doing regular exercise, tập thể dục thường xuyên, never giving up, không bao giờ bỏ cuộc, saving money, tiết kiệm tiền, reading regularly, đọc một cách thường xuyên. Còn lại chúng ta có các thói quen không tốt đó là staying up late, thức khuya, leaving things until the last minute, để mọi thứ đến phút chót, watching TV all day, xem TV cả ngày, littering, xả rác, arriving just in time, đến vừa sát giờ và eating what you like. Đó là những thói quen không tốt. Và cô và Ken đã cùng nhau hoàn thành xong phần nhiệm vụ số 1. Chúng ta sẽ chuyển sang phần nhiệm vụ số 2. Nhiệm vụ số 2 của chúng ta như sau: Work in pairs or groups and discuss why some of the habits above are good for you and why some are bad for you. Có nghĩa là các em sẽ làm việc theo cặp hoặc theo nhóm và thảo luận tại sao một vài thói quen trên tốt hoặc là có hại cho em. Chúng ta use the following as model. Chúng ta sẽ sử dụng các câu sau làm mẫu. Câu đầu tiên đó là I think staying up late is not good since it makes me feel tired the next morning. Tôi nghĩ thức khuya không tốt vì nó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vào buổi sáng hôm sau. Hoặc là I think never giving up is good because it gives you determination and courage. Có nghĩa là tôi nghĩ không bao giờ bỏ cuộc là tốt vì nó mang đến cho bạn sự quyết tâm và lòng dũng cảm. Chúng ta có thể sử dụng các cái mẫu câu này để nói về thói quen nào là tốt hay là không tốt như sau. Ví dụ như là tôi nghĩ việc tập thể dục thường xuyên là tốt vì nó sẽ giữ cơ thể bạn khỏe mạnh. I think doing regular exercise is good because it will keep the body healthy . I think doing regular exercise is good because it will keep the body healthy. Có nghĩa là tôi nghĩ việc tập thể dục thường xuyên là tốt vì nó sẽ giữ cơ thể bạn khỏe mạnh. Và tiếp theo chúng ta có thể trình bày về một thói quen tốt và lý do của nó. I think reading regularly is good because it helps you gain knowledge .
Tiếp theo chúng ta sẽ trình bày về một thói quen tốt khác, đó là I think reading regularly is good because it helps you gain knowledge. Có nghĩa là tôi nghĩ việc đọc sách thường xuyên là tốt vì nó sẽ giúp bạn biết thêm kiến thức. Chúng ta có thể trình bày về thói quen không tốt như là xả rác. Tôi nghĩ xả rác bừa bãi là không tốt vì điều đó sẽ hủy hoại môi trường. I think littering is not good because it will destroy the environment. I think littering is not good because it will destroy the environment. Tôi nghĩ xả rác bừa bãi là không tốt vì điều đó sẽ hủy hoại môi trường. Tiếp theo, một thói quen xấu khác chúng ta có thể trình bày đó là việc xem TV cả ngày là không tốt vì sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và lười biếng. I think watching TV all day is not good because it makes you feel tired and lazy. I think watching TV all day is not good because it makes you feel tired and lazy. Tôi nghĩ việc xem TV cả ngày là không tốt vì nó sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và lười biếng. Như vậy cô và Kim cùng nhau hoàn thành xong nhiệm vụ số 2. Chúng ta sẽ chuyển sang nhiệm vụ số 3. Nhiệm vụ số 3 của chúng ta như sau. Look at the following text and read the advice. Có nghĩa là chúng ta sẽ nhìn vào bài viết sau và đọc lời khuyên. Do you think you could follow it? Bạn có nghĩ bạn có thể làm theo không? Why or why not? Tại sao có hoặc là tại sao không? Bài viết của chúng ta như sau. The good thing about bad habits is you can kick them. Điều may mắn các thói quen xấu là bạn có thể đánh bật nó. Here are 5 tricks to get rid of bad habits and replace them with healthy ones. Có nghĩa là đây là 5 mẹo để loại bỏ các thói quen xấu và thay thế bằng các thói quen lành mạnh. Number 1. Make a list. Số 1 là tạo một danh sách. Write down all your bad habits. Viết ra tất cả các thói xấu của bạn. Next, try another list of good habits that you could swap for those naughty habits. Sau đó viết một danh sách khác về các thói quen tốt mà bạn có thể thay thế cho các thói xấu kia. Number 2, set up the routine, chỉnh đốn lại thời gian biểu hàng ngày của bạn. Habits are often routine based, so changing the daily routine slightly can sometimes be enough to rid yourself of bad habits. Thói quen thường dựa trên nền tảng những hành động được lặp đi lặp lại mỗi ngày. Vì vậy, việc thay đổi một chút các hoạt động hàng ngày của bạn đôi khi cũng đủ để đưa bản thân bạn thoát khỏi các thói xấu. Number 3, pretend the habit belongs to someone else. Chúng ta sẽ giả vờ là các thói quen này thuộc về một người khác. We're great at giving advice but not so at taking it. Chúng ta thường giỏi đưa ra lời khuyên hơn là thực hiện chúng. Number 4, surround yourself with people who kick similar habits. Có nghĩa là chúng ta sẽ tự hòa nhập mình với những người đã đẩy xa các thói quen tương tự. Hang out with people who have already given up their bad habits. Chúng ta sẽ kết thân với những người đã từ bỏ các thói quen xấu của họ. They will inspire good habits in you. Họ sẽ truyền cho bạn các thói quen tốt. Number 5, think about how you feel when you kick the habit. Có nghĩa là sẽ suy nghĩ xem bạn cảm thấy thế nào khi đẩy lùi được các thói quen xấu. Imagine the benefit you will have when you get rid of the habit. Chúng ta sẽ tưởng tượng các lợi ích mà bạn đạt được khi từ bỏ các thói quen xấu. Good luck, chúc may mắn. Như vậy, ở đây chúng ta có một phần lưu ý. To kick a habit is an item. Có nghĩa là to kick a habit là một thành ngữ. Do you know what it means? Em có biết ý nghĩa nó là gì không? Thì thành ngữ này có ý nghĩa đó là đánh bật một thói quen, có nghĩa là từ bỏ một việc gì đó mà Kim đã làm trong một khoảng thời gian dài, hay nói cách khác là từ bỏ một thói quen.
Như vậy sau khi đọc tất cả các lời khuyên ở trong bài viết thì các em có thể đưa ra ý kiến xem mình có thể làm theo các lời khuyên này hay không, tại sao và tại sao không. Thì đối với việc có thể thực hiện các thói quen này, chúng ta có thể trả lời như sau. Yes, I think I can follow all the things. If I try my best. Có, tôi nghĩ là tôi có thể làm theo tất cả những điều này nếu mà tôi cố gắng. Còn nếu mà chúng ta không thể theo những điều này thì chúng ta có thể đưa ra ý kiến như sau. I think it's hard to set up my routine. Tôi nghĩ là nó rất là khó để thay đổi lại thói quen hàng ngày của tôi. Not many people have really succeeded in this. Như vậy, ở nhiệm vụ số 3 chúng ta có thể đưa ra ý kiến về việc có thể hay không thể làm theo những lời khuyên đưa ra trong bài hay không. Thì đối với việc có thể, chúng ta có thể trả lời như sau. Yes, I think I can follow all the things if I try my best. Có nghĩa là có, tôi nghĩ là tôi có thể làm theo tất cả những điều này nếu tôi cố gắng hết sức. Hoặc là nếu chúng ta không thể làm theo những điều nói trên, chúng ta có thể đưa ra lý do. I think it's hard to set up my routine. Not many people have really succeeded in this. Tôi nghĩ là rất khó để tôi có thể chỉnh đốn lại thói quen sinh hoạt hàng ngày của mình. Không nhiều người thực sự thành công trong vấn đề này. Như vậy, cô và các em cùng nhau hoàn thành xong nhiệm vụ số 3. Chúng ta sẽ chuyển sang nhiệm vụ số 4. Nhiệm vụ số 4 của chúng ta như sau. Work in pairs or groups to choose one bad habit. Có nghĩa là chúng ta sẽ làm việc theo cặp hoặc theo nhóm để lựa chọn một thói quen xấu. Make a list of do and don'ts in order to kick that habit. Chúng ta sẽ lập một danh sách những việc nên làm và không nên làm để xóa bỏ thói quen đó. Share the list with others and report to the class. Chia sẻ danh sách đó với những bạn trong nhóm và trình bày trước cả lớp. Ở đây chúng ta có ví dụ như sau. How to kick staying up late, làm thế nào để loại bỏ thói quen là thức khuya. Ở đây, ở cột những điều nên làm, do, chúng ta có các việc đó là plan things carefully, lập kế hoạch cẩn thận, finish work early, hoàn thành công việc sớm, eat just enough at dinner, chỉ ăn vừa đủ vào bữa tối, wake up early, thức dậy sớm và do exercise, tập thể dục. Ở bên cột những điều không nên làm, don'ts, chúng ta có các việc không nên làm như sau. Watch horror film or frightening TV programs, xem phim kinh dị hoặc các chương trình truyền hình đáng sợ, drink coffee or strong tea, uống cà phê hoặc là trà đặc, take naps during the day, ngủ ngày, get up late, dậy trễ. Dựa vào ví dụ về việc làm thế nào để loại bỏ thói quen thức khuya thì chúng ta cũng có thể làm về các cách để loại bỏ thói quen ăn những gì bạn muốn. How to kick. Eating what you like. Chúng ta có do, những việc chúng ta nên làm, đó là eat more vegetables. Ăn thật là nhiều rau. Drink less sparkling water, uống ít nước có ga. Eat a variety of foods, ăn một cách đa dạng các loại thức ăn.
còn các việc không nên làm, chúng ta sẽ có các việc không nên làm để loại bỏ thói quen ăn những gì bạn thích, đó là eat a lot of fast food, ăn nhiều đồ ăn nhanh. Eat too much of one food. Ăn quá nhiều một loại thức ăn. Như vậy, chúng ta có thể đưa ra các giải pháp để loại bỏ cái thói quen ăn uống, ăn những gì bạn muốn. Đó là các việc nên làm: to eat more vegetables, ăn nhiều rau; drink less sparkling water, uống ít nước có ga; eat a variety of food, ăn đa dạng thức ăn. Và những việc không nên làm: don't eat a lot of fast food, ăn nhiều đồ ăn nhanh; và don't eat too much of one food, không ăn quá nhiều một loại thức ăn. Như vậy, cô và các em đã cùng nhau hoàn thành xong tất cả các bài tập trong phần Skills Speaking, trang số 20, Unit 2, The Body and You, trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mới tập 1. Các em hãy theo dõi lời giải hay chấm con để xem chi tiết bài giảng nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Xin chào!